Ô tô cũ Hùng Minh Linh xin kính chào quý anh chị và các bạn. Bạn nào yêu thích cái dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm xăng mà lại là xe nhập thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn về một bộ đôi Hyundai Getz, xe nhập Hàn, sản xuất đời chót năm 2010. Và xin giới thiệu các bạn là cả hai chiếc cùng màu cùng đời các bạn nhé, cùng màu bạc và cùng sản xuất năm 2010. Và đây, chiếc đầu tiên đấy các bạn ạ. Chiếc này là không taxi, dịch vụ một ngày quý anh chị và các bạn nhé. Lá răng đúc một dàn. Và chiếc này lại thêm một cái nữa để mình xin giới thiệu lại với các bạn, đó là một sử dụng từ mới các bạn này, 30Z5172. Đèn đóm nó là zin hết, phân vỏ không đâm va, máy không bị thủy kích. Bạn nào yêu những chiếc xe đẹp, yêu một cái dòng xe nhập chạy đầm chắc, tiết kiệm xăng, không hay hỏng vặt, được lắp ráp và sản xuất tại Majin Korea Hàn Quốc thì đây là một cái lựa chọn không thể bỏ qua các bạn nhé. Toàn bộ cả hai chiếc là số sàn các bạn ạ. Đấy các bạn quan sát này, cùng màu cùng đời mà lại cùng là xe nhập thì nó là một cái lựa chọn để cho các bạn. Cả hai chiếc thì cùng đời cùng màu nhưng giá thì khác nhau. Và xin giới thiệu các bạn thì kiếm được một chiếc xe Hyundai Getz không taxi, dịch vụ như chiếc này mà lại một chủ sử dụng từ mới là rất khó các bạn nha. Tí nữa mình sẽ đi sâu vào phần nội thất cũng như phần máy. Và đầu tiên thì mình xin giới thiệu phần ngoại thất để các bạn so sánh. Và đây, một bộ đôi Hyundai Getz đây, sản xuất năm 2010. Chiếc này mình đã quay video rồi và nhân đây hôm nay mình sẽ quay video để giới thiệu thêm với các bạn. Đấy các bạn quan sát này, trước thì rất nhiều, giờ chỉ còn hai chiếc thôi các bạn ạ. Đấy các bạn quan sát để có một cái nhìn, có một cái đánh giá. Bạn nào yêu thích bất cứ chiếc nào thì liên hệ cho mình. Và đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn là chiếc đầu tiên mình sẽ quay kỹ với các bạn là chiếc không taxi, dịch vụ, một chủ sử dụng từ mới đời 2010, 30Z5172 này. Đấy các bạn quan sát này, sơn gì ngoại thất này, xe đẹp hay không các bạn cứ quan sát cái phần chỉ này, chạy từ đầu xe đến cuối xe nó căng đét đây các bạn này, tem xe nhập này, được gắn trên kính còn nguyên đây các bạn nhé. Sơn gì nó đồng đều, nó không bị lệch màu các bạn ạ. Đấy nhìn khoang đầu, khoang giữa và khoang cuối nó vẫn là màu bạc chuẩn luôn, nó không bị lệch màu, chỉ nó lồi cuốn cuộn. Những cái đường chỉ của ba đợt sốc trước này và đường chỉ của lóc cabo và chỉ cánh đây các bạn này, nhìn nó đều, nó nhỏ. Được chủ nhân lên một dàn lá răng đúc ở đây các bạn này. Vào đây các bạn quan sát này, ba vô lê là ba vô lê zin luôn, nguyên luôn các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát gầm xe này. Và xin nhắc lại các bạn là chiếc xe này không taxi, dịch vụ một ngày, không khoan đục. Đấy các bạn quan sát này, đây từ cái tay cửa nó còn nguyên luôn các bạn nhé, chưa phải một giọt sơn. Và đồ nhựa của dòng xe nhập đây các bạn quan sát này, bên mình bán rất nhiều ghét rồi, lâu lắm rồi mới tìm được một chiếc xe không taxi, dịch vụ đẹp như chiếc này. Và sơn zin toàn bộ lòng trong canh cửa đây các bạn ạ. Đây nó là một cái phân khúc xe ghét giá không hề rẻ để dành cho các bác thích chơi xe đẹp cho các bạn nhé. Nội thất là nội thất lỉ nguyên bản. Đấy các bạn quan sát này. Và đây các bạn quan sát phần táp lô đồ nhựa đây. Taxi không các bạn quan sát kỹ phần táp lô cho mình, không hề khoan đục các bạn nhé. Và đặc biệt cái bu lăng này, cái bu lăng của xe rất đẹp các bạn nhé, nhìn nó gai sần đấy các bạn này, như mới luôn. Đấy phím còi này, sờ giáp tay luôn các bạn này, mới kinh khủng. Và đặc biệt cái ốc bản lề đây các bạn này, xe bị trồ chạm không, hạ cánh không thì đây là một cái minh chứng các bạn này, ốc chưa chạm các bạn nhé, cho nên các bạn yên tâm về phần cánh rồi. 2010 Majin Korea, trần như mới đây các bạn này, trần quá đẹp luôn. Hai đèn trần nó đặc trưng của dòng Getz sản xuất năm 2010. Và một chiếc xe đẹp hay xe xấu các bạn đẩy cho mình này, từ cái sơn phím chỉnh kính này, kính cánh này, nó còn nguyên chưa bị phai mờ đấy các bạn này.
Và đây mời các bạn quan sát phần cánh tiếp theo. Và đặc biệt các bạn quan sát này, khi taxi thì dòng ghế sẽ khoan ở đây, nhưng đặc biệt chiếc xe này không khoan đục các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này, một chiếc xe gia đình thực sự, không taxi dịch vụ một ngày, Margin Korea các bạn ạ, giá dành cho các bác yêu xe đẹp. Đấy. Và đây các bạn quan sát này, toàn bộ kính này zin hết các bạn nhé. Và đây tem này, đây là một cái công thức để chốt âm chốt dương, là chống trẻ em khi ở trong xe đây. Mở cửa đây các bạn này, chỉ có ra lái xe xuống mở đây. Một bộ áo ghế nguyên bản. Đấy, các bạn quan sát này, nó thể hiện một cái xe đẹp. Trần thì chấm hết luôn. Và đây mà các bạn quan sát phần nội thất bua lăng củ số này. Tí nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết thêm. Còn toàn bộ đèn các bạn nhá, đèn nó là đèn zin theo xe hết. Đấy, các bạn quan sát này, một trong những phân khúc xe quốc dân, một trong những mẫu xe mà chạy mãi không hỏng. Đấy các bạn quan sát này. Giờ thì không còn xe nhập nữa, nhập Hàn nữa các bạn ạ, chuyển giao công nghệ cho các nước thứ ba hết rồi. Đấy các bạn quan sát này, điều hòa mở cái cốp sau lên còn mát buốt tai đây các bạn này. Đấy các bạn quan sát này. Đây các bạn quan sát này. Và đây, một cái minh chứng để kiểm tra cái cốp sau có bị xuống hay không thì đây các bạn này. Ốc chưa chạm phản lề mỏ lết đây các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này. Cột sau này, máng nước nó là sơn zin các bạn nhé, chưa phải một giọt sơn nào. Và đây các bạn quan sát này. Cốp sau này. Và đặc biệt còn cái giá cốp sau đây các bạn này, một chiếc xe gia đình nó còn giá cốp sau đây các bạn nhé. Bạc ra được không? Con bạc nó vẫn còn đen này. Đấy các bạn quan sát này, phần cốp sau. Mình quay video cố gắng quay chi tiết nhất có thể để các bạn soi xét cũng như là đi đến một cái quyết định có mua hay không. Thường là những chiếc xe ghét là mất cái giá này, nhưng chiếc này còn nguyên đấy các bạn này. Và đây các bạn quan sát này, cốp sau nhìn nó sơn, nó là sơn zin tuyệt đối đấy các bạn này. Từ cái lốp sơ cua, lốp zin đấy các bạn nhé. Thường xe nhập là lốp rất bé các bạn ạ. Cái lốp sơ cua này, đây mới là hàng zin này, lốp zin này các bạn này. Đây cái cốp sau các bạn quan sát này, sơn nó nhìn sợ không? Hơn 10 năm rồi mà sơn zin nó chưa chơ như thất nghiến đây này các bạn này. Các bạn chỉ cần để tinh ý, các bạn để ý cái đồ nhựa thôi. Chỉ cần để ý cái đồ nhựa thôi thì các bạn cũng biết là một cái xe gia đình mới giữ được cái cốp sau nó nhựa, nó đen kịt, nó đẹp như thế này. Và khóa này, khóa cốp sau nó sáng như này các bạn nhé. Trên thị trường ghét thì Hyundai ghét thì rất nhiều, nhưng kiếm được những chiếc xe không taxi, những chiếc xe gia đình bây giờ mới là hiếm các bạn ạ. Và đây các bạn quan sát phần gầm xe này. Gầm không bao giờ có tên là mục mọt các bạn nhé. Tất cả chất lượng xe nhập được sản xuất tại Hàn Quốc Margin Korea thì hiếm khi là mục mọt. Đấy, gầm sáng choang đây các bạn này. Gầm rất đẹp. Và đây các bạn quan sát một cái cua lốp này. Chỉ cần nhìn cái cua lốp này thôi các bạn cũng biết là một cái xe gia đình đẹp như thế nào rồi. Đấy, cua lốp bên phụ này. Và đây mà các bạn quan sát cái cua lốp bên lái này, chưa phải một giọt sơn nào các bạn nhé. Một dàn lá răng đúc là trị giá mấy triệu rồi. Và lốp còn 80% đây các bạn này. Lốp còn dày, đủ đó các bạn đi. Đi một năm nữa mới phải thay lốp. Đấy các bạn quan sát. Chỉ có xe gia đình mới giữ được cái cua lốp và cái bao bu lê nó đẹp như này các bạn này. Đấy. Rồi, từ cái chữ của nó là chữ zin này. Đây các bạn quan sát lại cái cua lốp bên phụ này. Ở đây, mà các bạn quan sát này, ba bô lê nó thẳng căng các bạn nhé. Gầm này, sáng choang. Mình bán một năm, mình bán không biết bao nhiêu là chiếc xe Z. Nhưng kiếm được những một trong những chiếc xe đời chót mà lại không taxi, còn zin và đẹp như chiếc này, nó là một cái hàng hiếm. Đấy các bạn quan sát này,
táp ly đồ nhựa của xe nhập. Đây các bạn nào đến mà bảo cái này phải sơn rồi thì mình hoàn tiền cho các bạn nhé các bạn nhé. Sơn zin tuyệt đối luôn này. Kính kiếc là nguyên bản hết. Toàn bộ cánh này được bịt rong hết các bạn nhé. Nó xử lý chống ồn. Đấy, mình đóng cánh này. Đóng cánh nó êm như cam di, được có cái rong rồi các bạn nhé. Đấy. Ở đây mời các bạn quan sát phần đinh tán kèo cột này. Mình cam kết với các bạn toàn bộ 3 cột. Cột A, cột B, cột C, cột đầu, cột giữa, cột cuối không tác động của đâm va chạm trồ, máy không bị thủy kích, thân vỏ không bị đâm xô, xe không taxi dịch vụ một ngày. Đấy là một điều mình dám khẳng định các bạn. Và đây, mời các bạn quan sát phần cánh cuối cùng của một chiếc xe siêu phẩm Hyundai Getz sản xuất đời chót năm 2010, không taxi dịch vụ một ngày. Cam kết các bạn là chỉ zin 4 cánh. Hyundai Getz là một cái phân khúc hatchback nhỏ gọn tiết kiệm xăng, một trong những mẫu xe đô thị rất phù hợp với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, công nhân, nông dân, đồng bằng, đô thị cũng như là đồi núi. Thì em nó đều vượt qua hết. Khối động cơ nhập, máy 1.1 4 máy chạy nó bền chắc các bạn ạ. Đã được thử thách và trải nghiệm qua hơn 10 năm rồi. Thì bây giờ các bạn có tái sử dụng thì cũng ok, không phải suy nghĩ gì. Đấy, các bạn quan sát này, giá nó chỉ nhỉnh như một chiếc xe SH150 thôi. Bù lăng quá đẹp luôn. Một chiếc xe, một cái trần khó kiếm chiếc thứ hai. Đây các bạn quan sát này, từ cái phanh tay này, nó còn gai sân này. Củ số nó chỉ phai mờ của mồ hôi tay ra thôi các bạn nhé. Nó là củ số zin. Còn những cái củ số mà mới bóng lên là củ số mới vào các bạn nhé. Củ số kiếm được những cái củ số theo xe này là rất hiếm các bạn này. Áo số là áo số vải zin đây các bạn này. Và đây các bạn quan sát phần ốc bản này bên phụ này. Chưa mất một gen nào các bạn nhé. Nguyên, chưa chạm cả lê mỏ lết. Và để kết thúc phần ngoại thất cũng như là phần đinh tán kèo cột của một mẫu xe hatchback nhập Hàn, một trong những mẫu xe đang được rất nhiều các bạn quan tâm vì cái giá nó rất hợp lý, một trong những mẫu xe nhập lành máy tiết kiệm xăng, rất phù hợp với quý anh chị các bạn trên mọi miền tổ quốc. Và phần tiếp theo để mời các bạn quan sát ra. Và đây lúc nãy mình chưa kiểm tra cho các bạn là phần đinh tán kèo cột bên lái đây các bạn này. Cũng như bên phụ thôi, mình đã dùng từ cam kết rồi. Các bạn yên tâm, không mất một cái đinh, cái tán nào. Và toàn bộ cột kèo nó nguyên bản hết. Cả hai bên các bạn nhé. Đấy, cửa nó có rong đóng nó khác biệt đấy các bạn này. Đấy, cửa nó có rong này, đóng êm này. Nghe nó phân phật. Và đây mời các bạn quan sát phần đồ nhựa, phần nội thất của xe này. Máy lỗ thi thâm luôn các bạn nhé. Và đây các bạn quan sát là cái vành bô lăng của một chiếc xe rất đẹp đây các bạn này. Mình còn một có chiếc nữa 209 đang dọn mấy ngày nữa mới về các bạn nhé. Cũng là màu bạc, một trong những chiếc xe đẹp. Mình chưa quay video. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một bộ đôi Hyundai Getz sản xuất năm 2010 trước các bạn ạ. Và phần cuối cùng để không mất nhiều thời gian quý anh chị các bạn, để mời các bạn đến với phần trái tim của chiếc xe, để các bạn cùng với mình test thử phần phần máy để xem chiếc xe phần máy nó có còn chất hay không. Thì để mời các bạn đến với bãi xe bên mình tham khảo thêm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn, đây các bạn quan sát này, chân côn, chân phanh, chân ga nó còn đẹp như thế này các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này. Ở đây các bạn quan sát kính này, toàn bộ kính này, xe không dịch vụ, kính nó mở nó êm đấy các bạn này. Đấy các bạn quan sát này. Trời lại bắt đầu mưa rồi quý anh chị và các bạn ạ. Đài báo là đang bị ảnh hưởng cơn bão số 2, cho nên mình quay video để gửi tới quý anh chị và các bạn. Bạn nào
yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho mình theo số hotline 0913 660 299. Và xin giới thiệu các bạn đây, địa chỉ bãi xe bên mình đây, mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota và Honda Việt Nam 2 cây số đây. Còn rất nhiều xe để các bạn quan tâm, bạn nào yêu thích bất cứ mẫu xe nào hãy đến với bãi xe bên mình, địa chỉ là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi, còn rất nhiều xe để các bạn lựa chọn, từ phân khúc siêu lướt cũng như phân khúc bình dân đều có hết. Đấy, các bạn quan sát ra. Còn máy của chiếc xe này các bạn này, lau cà bồ rất sạch sẽ các bạn nhé. Còn đây các bạn quan sát này, từ cái răng đầu này chưa hề tác động của đâm va. Còn tem đây các bạn này, răng đầu nó là răng đầu zin. Và máng nước này, ốc bản này còn chưa chạm cà lê mỏ lết rồi, chưa mất một phân keo chỉ nào. Và đặc biệt chiếc này đang bị kêu dây cu loa các bạn ạ. Và mình sẽ điều chỉnh thay dây cu loa sau. Đấy các bạn quan sát nào, máng nước này. Đấy các bạn quan sát này, dây cu loa của máy phát đang bị kêu đây các bạn này. Vừa về xong mình chưa biết rồi, nhưng chưa có thời gian để đi thay. Khi các bạn đến bên mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm để thay cái dây cu loa này cho hết kêu các bạn nhé. Còn máy chiếc này lổ êm rít luôn. Đấy các bạn quan sát này. Đây các bạn. Đấy, khi vít ga lên nó hết rồi các bạn ạ. Máy đại chất luôn, nhưng để chế độ ga MT thì nó kêu xẹt xẹt. Đấy, các bạn nghe thấy không? Mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn chỉnh cái vấn đề đấy. Đây các bạn này, máy không hơi thừa, không khói, quý anh chị và các bạn nhá. Đây mình sẽ minh chứng lại cho các bạn này, kéo ga lên thì nó hết rồi. Quan sát này. Để ga lăng ti thì nó bị kêu là vì cái dây cu loa nó bị trùng kém rồi, phải thay dây cu loa. Đấy, các bạn quan sát này. Và để kết thúc chương trình, giới thiệu với quý anh chị và các bạn về chiếc Hyundai Getz không taxi dịch vụ một ngày, đời chót sản xuất năm 2010. Và xin giới thiệu các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 182 triệu các bạn nhé. 182 triệu cho một chiếc xe không taxi dịch vụ đời chót sản xuất năm 2010. Và xin nhắc lại các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 182 triệu. Bạn nào yêu thích thì đến, hãy đến với bãi xe bên mình. Và mời các bạn chuyển tiếp sang chiếc xe thứ hai, cũng là sản xuất năm 2010, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đây các bạn này, trước mặt chúng ta đó là một chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2010, màu bạc. Chiếc này thì chưa lá răng, vẫn là lá răng theo nguyên bản theo xe các bạn nhé. Nhưng bù lại thì chiếc này được full option rồi. Lẹp chống va đập bằng inox, gáo gương bằng inox, vè che mưa bằng inox đây các bạn này. Lẹp chân kính cũng bằng inox. Mỗi chiếc xe cũ thì mỗi chiếc là hơn kém nhau một chút. Chiếc này hơn cái này thì chiếc kia lại hơn cái kia. Và đặc biệt chiếc này đăng kiểm quá dài đấy các bạn ấy, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Chiếc này các bạn theo dõi thì mình đã quay video rồi, hôm nay mình quay lại thôi. Đấy các bạn quan sát này. Và cam kết các bạn là thân vỏ zin, không đâm va, máy không bị thủy kích, keo chỉ bốn cánh không mất phân nào các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này. Và đặc biệt chiếc này 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 hơn chiếc kia là được cái màn hình Android đấy các bạn này. Chiếc này thì giá yêu hơn. Chiếc xe này bây giờ bên mình đang chào bán với giá là hơn 170 các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này. Trước mình đã bán ra rồi, bác chủ bác về bác lưng độ lên rất nhiều đồ chơi. Và mình lại mới mua lại đấy các bạn này. Còn zin từ cái gạt tàn này, tẩu châm thuốc đây các bạn này. Màn hình Android. Máy gầm đại chất các bạn nhé, bao zin cả xe cho các bạn luôn. Đấy các bạn quan sát này. Về thân vỏ sơn gì. Trời đang mưa đây quý anh chị các bạn, mình quay nhanh một chút. Bạn nào yêu thích bất cứ chiếc nào thì hãy đến với bãi xe bên mình. Đấy, bạn nào yêu thích cái chiếc xe ít tiền hơn thì đây, chênh nhau 10 triệu các bạn ạ. Ở đây cua lốp này, cua lốp rất đẹp các bạn nhé. Chiếc này thì phun đồ chơi quanh xe nhiều hơn. Thân vỏ thì sạch đẹp đấy các bạn này, không một giọt ma tít. Keo chỉ zin cả xe, đinh tán cột kèo không mất phân nào. Đây các bạn quan sát này, bô lăng củ số này.
Trước này trước mình quay rồi, hôm nay mình quay lại thôi. Giờ mình test thử những cái gì nó gọi là quan trọng hơn thôi. Vì trời đang mưa các bạn nhé. Bạn nào yêu thích thì cứ liên hệ cho mình sẽ làm video để gửi tới các bạn thêm. Đây các bạn quan sát này. Chiếc này đã được lên là đèn siêu sáng, đèn led rồi các bạn nhé. Đây các bạn quan sát này. Đèn là đèn led rồi. Trời đang mưa các bạn ạ. Rất mong các bạn thông cảm. Thì mình tranh thủ mình quay về phần máy. Và đây các bạn quan sát này. Còn là lắp cabo của xe này. Nó là mộc nguyên bản các bạn nhé. Bên mình không dùng hóa chất tẩy rửa. Zin từ con ốc này các bạn này. Đấy các bạn quan sát này. Bạn nào yêu thích chiếc này thì liên hệ cho mình. Và thích chiếc kia cũng liên hệ cho mình. Đấy các bạn quan sát này. Máng nước bên phụ này. Máng nước bên lái này. Và đây đặc biệt cái răng đầu đây các bạn này. Và đây máy đang nổ đây quý anh chị các bạn này. Máy nổ rất zin các bạn này. Và đây các bạn quan sát này. Máy cũng không hơi thừa, không khói quý anh chị các bạn nhé. Chưa đổ hơi thừa. Đây, các bạn quan sát lại phần lóc cabo và phần khoang máy này. Một chiếc xe khoang máy rất sạch sẽ. Xin giới thiệu các bạn là sản xuất năm 2010, tư nhân chính chủ biển thủ đô các bạn nhé. Đấy, gần quốc là lỗi cốt đây các bạn này. Đây các bạn quan sát này. Và đây các bạn quan sát phần cốp sau của xe. Từ con ốc cốp sau vẫn còn zin đây các bạn này. Đấy máng nước nó còn nguyên bản, cột sau đây các bạn này. Xe còn nguyên cái giá đây các bạn nhé. Nội thất hai màu đỏ đen. Màn hình Android cam giám sát hành trình cam lùi. Đây các bạn quan sát này. Một chiếc xe rất mộc mạc đây các bạn này. Sơn xi nó còn đẹp như thế này các bạn nhé. Xe được lắp thêm một cái lipo rồi các bạn này. Ở đây các bạn quan sát này. Gầm này không hề bùng mọt này. Và để kết thúc chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.